phát hoảng với 5 triệu chứng sớm của bệnh ung thư mà hầu hết mọi người đều bỏ qua. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Thưa quý cô bác, chắc hẳn trong chúng ta thì ai ai cũng sợ ung thư, có đúng không nào? Thế nhưng đồng thời cũng lại nghĩ là chắc gì mình đã bị. Bởi vậy nên chưa biết cách phòng tránh, cũng không phát hiện ra các triệu chứng bất thường trên cơ thể, chính là đang cảnh báo ung thư. Lâu ngày, mầm bệnh phát triển âm thầm và đi đến giai đoạn cuối thì điều trị tốn kém mà cũng không sống được bao nhiêu. Có sống thì cũng sống khổ sở đến cuối đời. Do đó, trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chỉ ra 5 dấu hiệu cảnh báo ung thư mà cô bác hay chủ quan hoặc là nhầm lẫn với các hiện tượng bình thường khác của cơ thể nhé. Nếu thấy một trong số các triệu chứng này thì cô bác nên đi khám ngay để xem chính xác bệnh tình ra sao cũng như có biện pháp điều trị kịp thời cô bác nhé. Dấu hiệu đầu tiên sẽ bị nhầm lẫn nhất chính là giảm cân nhanh đến chóng mặt. Rất nhiều cô bác khi thấy cân nặng của mình bỗng dưng giảm đi nhanh chóng mà không cần tập luyện hay là kiêng khem gì thì lại rất vui mừng. Bình thường nếu muốn giảm đi khoảng 3 cân thì phải mất ít nhất là 1 tháng, mà đó là trong điều kiện tuân theo chế độ ăn uống và luyện tập nghiêm ngặt. Cũng có nghĩa là nếu chỉ trong vòng 1 tháng mà cô bác giảm được 3 cân trở lên, không áp dụng chế độ luyện tập, không ăn kiêng, không dùng thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân thì cần đặc biệt lưu ý cô bác nhé. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư. Cô bác hãy hình dung là khi tế bào ung thư bắt đầu xuất hiện và phát triển trong cơ thể mình thì nó sẽ tấn công và nuốt chửng các tế bào lành tính, làm suy yếu hoặc gây rối loạn cho các hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Cơ thể cần phải bù đắp và duy trì các chức năng sống quan trọng, đồng thời cung cấp nguồn năng lượng để nuôi dưỡng cho các tế bào. Nhưng quá trình này không là gì so với sức công phá của các tế bào ung thư. Ăn vào thì ít mà tiêu hao thì nhiều. Chưa kể khi bị bệnh ung thư thì nhiều khả năng cô bác còn bị thêm cái chứng chán ăn và ăn uống khó hấp thu nữa. Kết quả là cân nặng tuột dốc không phanh. Có thể trong tháng đầu tiên khi cơ thể chưa có sự thay đổi nhiều thì cô bác thấy mừng, nhưng chỉ sau vài tháng như thế thì tôi dám chắc là cô bác sẽ phát hoảng vì cơ thể mình đã gầy rộc đi trông thấy luôn. Do đó cô bác để ý nhé, nếu thấy mình bỗng nhiên sút mất 3 cân trong vòng 1 tháng hoặc là theo dõi lâu nhất là nửa năm, nếu cân nặng giảm đi đến 6 cân mà không tập luyện, không ăn kiêng, thậm chí là ăn nhiều là đằng khác, thì tốt nhất là cô bác nên đến bệnh viện để kiểm tra nhé. Tiếp theo là nếu cơ thể xuất hiện những cơn đau không rõ lý do thì cô bác cũng nên cẩn thận. Thật ra khi mình có tuổi rồi thì mình cũng khó tránh khỏi đau ốm bệnh tật, có đúng không nào cô bác? Chính vì thế nên nhiều khi thấy đau đớn ở chỗ nào thì cô bác cũng cố gắng chịu đựng cho qua. Thế nhưng cô bác để ý các cơn đau này nhé. Nếu đau chân, đau tay do cơ thể nhiễm lạnh, đau đầu do mất ngủ, đau người do ngã hoặc là do va đập vào đâu đó thì không nói làm gì. Còn trong trường hợp đau bất thường, không phải do tác động từ bên ngoài và cơn đau dai dẳng đến vài tháng chứ không chỉ dừng lại là vài ngày hay vài tuần thì cô bác nên đi kiểm tra nhé. Bởi vì hầu hết các căn bệnh ung thư đều gây ra đau đớn do khối u phát triển chèn lên xương, đè lên các cơ quan khác hay là dây thần kinh. Chẳng hạn như ung thư vú, một loại ung thư mà các cô bác rất dễ mắc phải khi bắt đầu bước qua tuổi 40. Dấu hiệu đặc trưng của nó chính là hiện tượng đau tức ngực, cảm thấy vùng ngực của mình bị chai cứng lên. Đó là do khối u phát triển, viêm vú dẫn đến sưng đau. Trong trường hợp khối u phát triển nhanh và bị đẩy sâu vào phía trong thì cô bác còn có thể bị đau ở phần lưng giữa hai bả vai và bị nhầm lẫn với đau cột sống hay là giãn dây chằng. Hiện tượng này cũng thường xảy ra trong vòng vài ngày trước khi hành kinh. Tuy nhiên nếu cơn đau xuất hiện trong những ngày bình thường và lại kéo dài nhiều ngày, càng gần đến ngày đến tháng lại càng thấy đau đớn hơn thì có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư vú cô bác nhé. Đó chỉ là một ví dụ để cô bác hình dung rõ hơn nguyên nhân tại sao ung thư lại gây ra đau đớn và đặc điểm của các cơn đau như thế nào, từ đó mà mình có thể phân biệt được với các cơn đau thông thường của bác nhé. Dấu hiệu thứ ba cũng thường bị bỏ qua, đó là ho kéo dài. Nói đến ho thì chắc cô bác nghĩ rằng khả năng cao chỉ là các bệnh về hô hấp bình thường thôi, có đúng không nào? Tầm này ho nhiều có khi còn sợ là do lây nhiễm dịch Covid-19, chứ không nghĩ là nó có thể là triệu chứng để cảnh báo bệnh ung thư. Bình thường, nếu như cô bác chỉ bị ho do dị ứng thời tiết hoặc là do các bệnh lý hô hấp thông thường như là viêm họng thì lâu nhất chỉ 3 tuần thôi là khỏi rồi. Điều đó cũng có nghĩa là nếu thời gian ho kéo dài từ 3 tuần trở lên, có dùng thuốc nhưng không khỏi thì cô bác cũng không thể xem thường nhé. Ho kéo dài, đặc biệt là ho khan, thậm chí là ho nhiều đến mức ra cả máu thì có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư phế quản hoặc là ung thư phổi của bác nhé.
Khi đó cô bác sẽ thường kèm theo các triệu chứng như là đau tức ngực, giọng lạc hẳn đi và cảm thấy đau khi nuốt, ngay cả khi chỉ nuốt có một ngụm nước bọt thôi mà cũng thấy đau. Nếu không phải là ung thư thì cũng có thể là các bệnh lý có liên quan đến thanh quản, viêm tai, hen suyễn hay là lao nhé. Nhưng cho dù là bệnh nào thì cũng cần phải điều trị sớm chứ không thể để mặc nó được cô bác nhé. Dấu hiệu thứ tư là nốt ruồi thay đổi bất thường. Bình thường đối với nhiều cô bác thì bỗng dưng mọc nốt ruồi đã là một sự bất thường rồi, có đúng không nào? Nếu nó mọc ở chỗ nào kín đáo thì không sao, nó lại mọc ngay trên mặt thì chắc chắn là sẽ cảm thấy rất khó chịu. Tuy nhiên đôi khi nốt ruồi không chỉ ảnh hưởng tới diện mạo của mình mà nguy hiểm hơn nữa, nó còn cảnh báo về tình hình sức khỏe của chúng ta. Trên da bỗng dưng mọc lên một vài nốt ruồi lạ thường hoặc là nốt ruồi cũ bị biến đổi về màu sắc, hình dạng, kích thước thì đều là dấu hiệu của bệnh ung thư da. Đặc biệt là các nốt ruồi có kích thước khổng lồ mà mình hay gọi là nốt ruồi trâu đấy của bác. Thật ra nhiều khi mình cũng không có thời gian mà để ý, nốt ruồi mọc lên lúc nào cũng không hay. Tuy nhiên cô bác có thể chú ý các vị trí như là lòng bàn tay, lòng bàn chân hay ở trên đầu, bởi vì nốt ruồi mọc tại các vị trí này thì thường có nguy cơ cao chuyển biến thành ung thư của bác nhé. Còn về đặc điểm của các nốt ruồi cảnh báo ung thư thì cô bác nên chú ý các nốt ruồi mọc không đối xứng, không tròn trịa, phần viền không đều màu hoặc là có rãnh, màu sắc bên trong nốt ruồi cũng nham nhở, kích thước lớn hơn nửa phân và tất cả sự thay đổi về màu sắc, kích cỡ, đặc điểm chỉ diễn ra trong vòng vài tuần đến vài tháng. Cá biệt có một số trường hợp nốt ruồi còn đóng vẩy, có máu hoặc là chảy dịch của bác nhé. Đối với những nốt ruồi có nguy cơ tiến triển thành ung thư thì cô bác nên tẩy sớm, nhưng lưu ý là nên tẩy tại các cơ sở có uy tín hoặc tốt nhất là tẩy ở bệnh viện. Chứ cô bác mà tẩy nốt ruồi tại các cơ sở không đảm bảo như là quán cắt tóc, gội đầu thì cũng không tránh khỏi nguy cơ ung thư đâu cô bác nhé. Dấu hiệu thứ 5 là đi vệ sinh có lẫn máu. Vào độ tuổi trung niên thì cô bác thường dễ mắc phải các chứng bệnh như là táo bón, trĩ, kèm theo đó là hiện tượng đi ngoài ra máu. Bởi vậy nên cô bác cũng không nghĩ là hiện tượng này cũng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư, có đúng không nào? Nếu chỉ là táo bón hoặc là trĩ thì cô bác chỉ cần chịu khó ăn thêm rau củ quả, các loại thực phẩm giúp nhuận tràng, uống nhiều nước thì nó sẽ nhanh chóng biến mất thôi. Thế nhưng trong trường hợp cô bác thấy phân lẫn dịch nhầy, máu đỏ tươi, nhất là khi nó đã chuyển sang màu đen kèm theo các biểu hiện như là buồn nôn, nôn, mệt mỏi, sút cân nhanh thì có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư đại tràng, ung thư trực tràng giai đoạn đầu và giữa, ung thư ruột giai đoạn giữa và cuối. Nguyên nhân là do khu vực xung quanh khối u nằm trên đường tiêu hóa bị xuất huyết nên máu sẽ lẫn vào cùng với phân, chuyển thành máu đen hoặc đông thành chất nhầy, cục máu đông và được đào thải ra ngoài cùng với phân. Bên cạnh đó, cô bác cũng cần chú ý hiện tượng đi tiểu lẫn máu của bác nhé. Tiểu kèm máu thường khó nhận biết vì cô bác hay nhầm lẫn với nước tiểu chuyển sang màu đỏ do đồ ăn thức uống, mà vốn dĩ nhiều người cũng không bao giờ để ý đến màu sắc của nước tiểu nên nếu có gì bất thường thì cũng không biết đâu. Nước tiểu của mình bình thường là nó phải có màu vàng nhạt, trong, mùi không quá nặng, tiểu tiện dễ dàng. Thế nên cô bác chú ý nếu nước tiểu có màu đỏ hồng hoặc là lẫn với các tia máu ở trong nước tiểu, kèm theo hiện tượng nóng rát mỗi khi đi tiểu tiện, đau âm ỉ vùng chậu, đau lưng dưới, hông và đùi trên, đau xương thì cô bác cần đi khám ngay nhé. Bởi đây có thể là triệu chứng của vô số loại ung thư như là ung thư bàng quang, cổ tử cung, ung thư tuyến tiền liệt hoặc là ung thư thận. Không phải ung thư thì cũng là các bệnh nguy hiểm khác như là bệnh về thận hoặc là đường tiết niệu, cần phải được điều trị càng sớm càng tốt cô bác nhé. Nếu như cơ thể đã xuất hiện các triệu chứng như vừa rồi mà cô bác chủ quan không khắc phục sớm thì chẳng khác nào nối giáo cho giặc, tiếp tay cho bệnh tật tàn phá sức khỏe của bản thân mình. Còn cô bác nào may mắn chưa có các dấu hiệu này thì ngay từ hôm nay cần phải xây dựng một lối sống lành mạnh để không cho mầm bệnh có cơ hội tấn công mình cô bác nhé. Vì vậy sau đây tôi sẽ chia sẻ với cô bác 3 thói quen cực kỳ đơn giản, chỉ cần thực hiện đều đặn mỗi ngày thôi thì mình không phải lo lắng bất cứ loại ung thư nào hay là bất kỳ bệnh gì cô bác nhé. Thứ nhất là uống nước mỗi ngày. Phần lớn cơ thể của chúng ta là nước, có đúng không nào cô bác? Vì vậy uống nhiều nước giúp cho nồng độ chất gây ung thư trong nước tiểu không tăng quá cao và ngăn ngừa ung thư bàng quang. Ngoài ra, cung cấp đủ nước thì quá trình trao đổi chất sẽ được thực hiện một cách hiệu quả, máu lưu thông tốt và tăng cường hệ miễn dịch, giúp cho cơ thể của mình luôn luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng của bác nhé.
Do đó mà mỗi ngày cô bác cứ tập thói quen là nửa tiếng lại uống nước một lần thì sẽ không lo bị mất nước hoặc là thiếu nước đâu cô bác. Thứ hai là tâm trạng tốt. Trong các phản ứng cảm xúc bất lợi thì trầm cảm có liên quan mật thiết đến ung thư đấy cô bác. Các cảm xúc xấu với cơ thể gồm có tức giận, buồn bực, lo lắng, thất vọng và đau khổ. Theo như tôi tìm hiểu thì thấy rằng những ai mà bị trầm cảm nặng thì khả năng tử vong sẽ cao hơn gấp 3 lần so với những người bình thường của bác nhé. Đặc biệt cô bác nào mà bị trầm cảm nặng thì sau này sẽ dễ mắc bệnh ung thư vú lắm. Và một khi đã mắc rồi thì bệnh thường chuyển biến xấu nhanh hơn so với những người họ cũng mắc bệnh ung thư vú nhưng họ không bị trầm cảm của bác nhé. Trái lại cô bác mà sống vui vẻ, luôn suy nghĩ tích cực thì lại ít bệnh tật và sống rất thọ. Vậy nên tốt hơn hết, cô bác hãy hướng tới sự lạc quan trong cuộc sống, tránh suy nghĩ quá nhiều dẫn đến sinh bệnh cô bác nhé. Và cuối cùng đó là ngủ đủ giấc. Cô bác có biết rằng hầu hết bệnh nhân mắc bệnh ung thư họ đã từng trải qua một khoảng thời gian dài thức khuya hay không? Với lối sống hiện đại ngày nay thì có không ít cô bác cũng có thói quen thức khuya dẫn đến ngủ không đủ giấc, làm lệch đồng hồ sinh học và về lâu dài tạo điều kiện thuận lợi cho các tế bào ung thư phát triển. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn tới tổn thương và sinh bệnh trong nội tạng, điển hình nhất đó là gan thận. Thế nên dù là bất cứ lý do gì, kể cả là vì công việc hay con cái, thì cô bác cũng nên cố gắng sắp xếp để mình có thể đi ngủ đúng giờ và ngủ đủ giấc mỗi ngày, cô bác nhé. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình tâm lý vui vẻ, lạc quan, tránh suy nghĩ, lo lắng. Chỉ khi sức khỏe tinh thần tốt, kết hợp với việc ăn uống điều độ đúng cách thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.